Rồi. Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Cường ở huyện Nhà Gào, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số bonsai ha. Để đẹp nè, lực cây, giá rất mềm luôn. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Cường ha, lắc lư bonsai duyên dáng. Rồi, chào anh. Rồi, em chào anh, chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em có một số cây để giao lưu với anh em xem tham khảo ha. Cây nào ở dưới lô em. Thì cũng bao sóng bao ship hết anh ha. Yeah. Rồi vô cây số 1. Rồi, số 1. Một cao 60. Hoành 20. Đây, đây đây, bể luôn. Cây này 450 nha anh. Rồi, 450 thôi. Cây số 1 450. Rồi, đây cây tiếp theo. Cây số 2. Cây này cao 40. Hoành 21. Cây số 2 này giao lưu 450 luôn. 450 luôn. Cây số 3 cao 50. Hoành 22. À. Đây đều ha, mặt nào cũng có nè. Cây số 3 này 500.000 nha. 500 thôi. Cây số 4 cao 55. Hoành 26. Để viết ha. Đây. Thôi đấy luôn. Bự quay kỹ một tí ha. Cây số 4 này là 1 triệu nha anh. Rồi, 1 triệu. Cao 50. Hoành 20. Yeah. Cây số 5 này 350 à? 350. Này cao 60. Hoành 25. Rồi. Vậy đấy ha. Cái này 800 ngàn nha. 800. Viết ha. Khổ đấy luôn. Đây quý vị. Hoành cao 45. Hoành 23. Khổ đấy luôn ha. Đúng bonsai. Cây số 7 này giá cũng 800 nha. Rồi, 800. Nghe cái đẹp. Cao 50. Hoành 22. Rồi. Mã số 8 này 600 ngàn à? 600. Cao 60. Cái này bị lỗ rồi nha. Hoành 26. Rồi. Cứng. Mã số 9 này 550. 550. Cao 45. Hoành 17. Cây số 10 300 nghìn. 300. Cao 60. Hoành 22. Rồi. Cây 11 này 500 ngàn. 500. Cao 65. Hoành 26.
Cây 12 này giá 1 triệu mốt anh. Rồi, 1 triệu mốt. Cao 40. Hoành 25. Rồi. Cây 13 này giá 600 ngàn à. Rồi, 600. Hoành to với nhỏ này. Cao 40. Hoành 22. Cây 14 này giá 700 ngàn nha. 700. Dăng bay ha, lắc lượng. Cây 15, cao 45. Hoành 25. Rồi. Cây này 400 à hả? 400 ngàn à? Chỉ có 400 thôi. Cao 84. Hoành 27. Rồi. Viếp ha, để viếp này. Đặt kèo luôn. Cây 16 này giá 1 triệu 2 anh. Thôi, 1 triệu 2. Nghe cây đẹp. Cao 50. Hoành 22. Cây 17 này giá 500 ngàn à. 500. Cao 50. Hoành 20. Cây 18 giá 400 anh ơi. 400 thôi. Lũa miếng nè. Đó, xuống. Cao 45. Hoành 23. Rồi, vậy đấy ha. Cây 19 này giá 600 anh. 600. Cao 60. Hoành 23. Cây 20. Cây 20 này giá 800. 800. Cao 60. Hoành 22. Cây 21 giá 450 à. Rồi, 450. Cao 50. Hoành 25. Rồi. Rồi, cây 22 này giá 600 anh ơi. 600. Rồi. Và em cảm ơn tất cả anh em đã xem clip ha. Anh em xem clip cây nào vừa ý thì alo em ha. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Cường. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.